Dạ. Đó, coi chuẩn bị đi nhập đó. Được bao nhiêu rồi? Đó, giờ đi vô chùa lụm dây chai tiếp tục quý vị khán giả. Rồi giờ là bỏ bên anh Phi nhặt cái chai nữa phải không chị Vy? Rồi sao không chở anh Phi đi theo luôn chị Vy? Anh Phi đi mua rồi. Hả? Anh Phi đi ra ăn trưa rồi. Anh Phi đi ăn trưa hả? Ăn trưa gì đi nhậu chứ ăn trưa gì bây giờ sao sao không kêu anh Phi chở anh Phi lại lụm chung luôn đi. Đó giờ chị Vy lái xe từ quán cô bảy và vô chùa lụm dây chai nữa nghe quý vị khán giả. Bây giờ chị nhặt cái chai vì đam mê hay là mình tự nhặt luôn chị Vy? Tự nhặt tự mình nhặt cái chai luôn ha, tự kiếm tiền luôn hả chị Vy? Đúng rồi, ai đâu có ai cho mình nữa đâu, mình không tự đi kiếm tiền ai dám cho mình đúng không? Đó đi lụm đi chai mỗi ngày luôn mà anh Phi không chịu, không chịu dắt anh Phi lại lụm mà sao mà cái đó là tự mình làm khổ bản thân mình thôi chứ ai làm khổ bản thân mình đúng không chị Quý? Hôm thì mấy cô mạnh thường quân người ta giúp đỡ cho mình rất là nhiều rồi, cái đó giúp đỡ cho mình á, đặng mình giúp đỡ cho đi mua. Đi mua gì bây giờ, mình không đi mua dây chai, mình đi lãnh giá số là mình bán cũng được chị, mình sạch sẽ hơn không? Mình lãnh giá số bán mình sạch sẽ không? Tối ngày chị đi nhặt dây chai hoài sao mà được? Quen á, quen sao đổi nghề không được cái gì? Không biết bán. Hả chị Vy? Không biết bán. Đổi nghề không được hả? Đổi nghề đi bán cái số không được cái gì? Không biết bán. Chị học lớp 2 gì chị biết chữ mà sao chị nó không biết bán là sao chị Vy? Chị học tới lớp 2 rồi mà sao chị không biết bán sao mà được? Cái này bán được nè. Cái này động. 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 Mình đi bán. Cái này bán. Rồi, chú bánh luôn, bơ được đồng. Đồng mình đi bán. Phải không? Phải đồng không chị Vy? Đó, chạy xe lủi vô chỗ cái gác của mấy ông sư cũng bỏ đó và chị Vy nhặt cái đó. Cái gì chị Vy? Đó sắt cái gì hay đồng? Đồng. Phải đồng không? Đồng. Đồng á. Rồi, chiếc này vô luôn. Đồng. Mày sư bỏ nè, tôi sư là sư không biết đốt á. Ừ. Sư biết đốt mà sư bỏ nè, nè đồng em biết hết rồi. Bán cỡ 40 á. Trời ơi, mấy chục ngàn. 40 ngàn lận hả? 40 á. Rồi, 40 ngàn là dài gì luôn. Hồi đó em từng bán này rồi. Từng bán chưa? Bán rồi. Ai đốt cho mình bán? Chồng á. À, anh Phi đốt cho mình bán ha. Chồng trước á. Chồng trước là ai? Anh Thảo hả? Thảo á. À. Anh bán này không hả? Rồi, vậy vô luôn rồi vậy. Ồ, 40 ngàn đã bốt chặt. Đập đó là, đập ra làm gì chị Vy? Cái lửa á. À. Đụng ấy còn nóng không? À, nguội à, ha. Đập cho nó sạch á. Đập cho nó sạch ra ha chị Vy. Đập nó sạch
Ngoài lụm ở đây, ở trong đây mà chị có lụm ở đâu nữa không chị Bi? Hả? Ngoài 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 chùa này ra chị có đi nhặt ở đâu nữa không? Lụm ở chợ. Lụm ở trong chợ luôn cái gì? Vì sao chị biết cái đó bán được tiền chị đập chị Bi? Đồng. Đồng. Coi coi bản còn không? Đập cái là sạch đó. À, đập sạch người ta mới mua ha. Nó sạch gì vậy, nó sạch đó, nó mua. À. Cái đập không sạch người ta không mua cái gì? Ừ, sạch người ta mua. Ừ. Rồi, chuyến này vô luôn. Cái lon này bán được đó. Có cái gì chị Huy đi bươi đi móc nha quý vị dạ. Chị Huy đi móc kiếm tiền nặng mua rượu cho anh Phi nhậu nữa chứ đâu. Mua đồ ăn. Đồ ăn nó rồi. Chị đi bươi đi móc chị mua mua rượu cho anh Phi nhậu chứ chị đồ ăn cái gì? Chị tới ngày chị bên trực anh Phi không à, chị đi mua đồ ăn không à. Chồng thì đổi thừa cho vợ, vợ đổi thừa cho chồng, sao mà được chị Bi. Cái đầu mình nói chuyện mình phải thực hành, mình phải được cái đó nó dốc bái láo mình nói. Mình cứ nói thẳng đi. Anh Phi cũng có tiền vậy là anh Phi không có tiền. Mình nói thẳng cho khán giả ta cùng biết đi chứ mình nói dốc nó dốc nói láo quá sao mà ai dám tin tưởng mình nữa. Tiền nó phải đi mua tự mua chứ. Ừ. Rồi xong tập giờ không cài tiền chia nhau cái gì hả chị Bi? Không phải xài tiền, anh phải xài tiền, anh phải xài. À, tiền ngày nào người đó xài hay gì? Tiền em xài chị là chia nhau hết trơn phải không? Tiền chia nhau, chia nhau đầy đủ hết phải không? Ồ. Đồng hết tiền vợ. Rồi bữa nay chạy xe bo đi lùm đi nhặt cái trái luôn hả chị Huy? Trái. Ồ, bữa nay chạy xe bo luôn cái bóp kèn ấy. Kìa, kèn đó kìa. Kèn đó bóp sao đi mua là bóp sao mới người ta nghe thấy. Trời ơi. Ờ, dữ luôn nha quý vị khán giả, bóp kèn luôn quá trời luôn đó. Bữa nay là chạy chiếc nô đi nhặt cái chai luôn đó, hết hồn cái chị Huy chưa. Rồi tiền xăng đổ tiền xăng hết nhiêu rồi sáng giờ đi nhặt cái chai gì Huy? 30 hả? 30 30.000 hả? Đổ xăng đi lụm với chai vòng vòng hả? Rồi vậy là lụm hồi sáng giờ được 50. Rồi về chuyến này đi bán luôn cái gì? Đi vô hãng luôn phải không? Hả? Đi bán. Vô hãng bán liền luôn cái gì? Đi bán hãng. Bây giờ em chút xíu em đi theo chị qua hãng coi chị cân số đồng này được bao nhiêu tiền ha. Rồi đem đi đem vô hãng bán luôn cái gì? Không biết bán được nhiêu. Rồi vậy mình chạy xe đi hãng luôn đi. Coi, bán coi nhiêu tiền. Rồi đem vô hãng bán luôn đi chị Bi ơi. Rồi để coi chị Bi bán được nhiêu quý vị khán giả. Đó bây giờ chị Huy đi tới, cũng tới hãng dây chai rồi. Bây giờ Hoàng Dũng
đi theo chị Vy, coi chị Vy bán dây chai này được bao nhiêu tiền. Đó giờ vô canh đi. Đó giờ cũng tới tiệm dây chai rồi. Rồi canh đi chị Vy. Rồi bữa nay chị Vy vô bánh rồi, thấy đã có tiền cho anh Phi mua rượu nhậu rồi đó. Đó phải đồng không chị Vy? Đồng. Wow, hỏi chủ tiệm phải đồng không nha, trong khi sắt á. Có đồng á. Phải đồng không? Thấy hơi sắt là đó, cái đó phải coi cho kỹ nghe, phải đồng không nha. Coi coi phải đồng không? Đà, đi theo người ta kìa, người ta thử cho chị kìa. Đồng. Phải đồng không chị Vy? Đó, đó, đó đồng mà. Rồi chứ này chị Vy vô rồi đó. Rồi nhà đó đủ tiền cho anh Phi mua rượu rồi đó, về được đó chị Vy. À, mua mì nấu ăn á. Thì là đủ rồi. Bây giờ chị nhiêu cũng không đủ cho chị hết trơn á chị Vy. Bán nhiêu mà đủ nhiêu bán nhiêu. À lụm nhiêu bán nhiêu ha. Chứ bây giờ lụm nhiêu bán nhiêu. Đúng rồi, vậy bao nhiêu tiền cũng đâu có đủ cho chị đâu, đúng không chị Vy? Rồi vậy là đó, bây giờ chị Vy cũng bán dây chai được 25.000 quý viện giả. Bây giờ là chị Vy về rồi, về đây đủ tiền rồi rồi.